Cho phép Thúy Hường xin được gửi lời chào thân thương nhất tới toàn thể các bạn yêu quý làn điệu dân ca Quan họ Bắc Bắc Ninh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài Tương Phùng Tương Ngộ. Ở đây các em biết bài Tương Phùng Tương Ngộ là của vụ nghệ nhân nào không? Nguyễn Văn Tý ở làng Quan họ Thị Cầu. À đúng rồi. À bây giờ cô sẽ hát mẫu cho các em nghe một lượt và sau đó cô sẽ hướng dẫn các em từng câu một. Bây giờ cô sẽ hát mẫu cho các em nghe trước. Khi tương y phùng là khi nay
Lần thân là cánh năm cánh. Các em hát cả hai câu lại nhé, nào. Một, hai.
Sau
Bạn là loi, nhà là mít, đúng rồi.
cái từ nhẹ nhàng em hát nét từ từ nhé, nghe cô hát lại lần nữa nhé.
chùa ba. Trước khi vào chùa ba, cô hát mẫu cho các em nghe một lần. Bye.
câu này là biến xuống đúng không? Biến lại à? Câu trước là biến lên. Biến lên lại. Biến lại bên sau là biến lại. Đúng rồi. Và từ gì nữa? Từ tình. Trước đi không phải, sau đền nghĩa
hoài, sau đền nghĩa sinh ba sinh. Sau đền nghĩa, sau đền nghĩa sinh ba sinh. Sau đền nghĩa, thank you.
Tương Phùng, Tương Ngộ và hẹn gặp các em vào buổi họp lần sau.